Dân Bến Tre lo dàn đèn LED nghệ thuật gây tai nạn giao thông. Thời gian qua, nhiều người dân tại thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre bày tỏ lo lắng về công trình đèn chiếu sáng nghệ thuật tại vòng xoay đại lộ Đồng Khởi, đại lộ Đông Tây gây lóa mắt, ảnh hưởng đến an toàn giao thông. Hệ thống đèn được xây dựng ngay giữa vòng xoay đại lộ Đông Tây, thành phố Bến Tre. Theo anh Nguyễn Nhật Minh, 48 tuổi, ngụ tỉnh Bến Tre, khoảng hơn một tháng qua, Mỗi lần có dịp đi qua vòng xoay này vào ban đêm, anh bị lóa mắt bởi ánh đèn, mất tầm nhìn. Nếu có sự cố đột ngột, chắc chắn sẽ không xử lý kịp. Không chỉ vậy, một số người chạy xe qua đây lo ngắm hệ thống đèn, không tập trung lái xe nên cũng rất nguy hiểm, anh Minh phản ảnh. Trên các trang mạng xã hội, người dân cũng xôn xao về hệ thống đèn này. Nhiều người cho rằng việc chi gần 4 tỷ đồng để trang trí đèn tại một vòng xoay là quá lãng phí. Ông Huỳnh Vĩnh Khánh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre cho biết, trước khi thực hiện đầu tư hệ thống đèn tại vòng xoay, Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre đã lấy ý kiến các sở ngành để thẩm định về mặt thẩm mỹ, mức độ an toàn giao thông. Đây là công trình tạo điểm nhấn cho đô thị, thông qua hệ thống đèn này có thể điều khiển trên 100 hiệu ứng. Tôi xin thông tin rõ, kinh phí đầu tư hệ thống đèn này không phải là 4 tỷ đồng như một số trang mạng xã hội viết, mà chính xác là 3,2 tỷ đồng. Kinh phí này cũng không phải là đèn và khung phía trên không mà còn có hệ thống móng, điện đài, máy móc đi kèm, hệ thống điều khiển thông minh nữa. Nguồn vốn đầu tư hệ thống đèn từ trung ương cấp để chỉnh trang đô thị loại 2. Ông Khánh cũng cho biết thêm, từ khi đưa vào sử dụng đến nay chưa xảy ra tai nạn giao thông nào trong khu vực này.